Lạnh quá má ơi. Xin chào mọi người nha. Sao bé, bé có gì muốn nói không? Thì hôm qua mình cũng chiêm ngưỡng được một chút xíu tiền của ông Bi á. 1 triệu bé. À, 1 triệu bé mới 40 ngàn mọi người. Ngon quá. Em giờ em nghĩ ra là mình bao anh em đem sáng phơi à. Ngon. Nhưng mà mưa giờ sao đây? Mưa ấy. Mình kéo 1 triệu bé mà sợ gì mình thơ xe gì mình đi luôn. Đúng rồi mọi người, đúng là biết này mình nhà mấy nhà mình nó nghĩ ra những cái mà mình không hầu trước thì mình không dám nghĩ luôn. Rồi. Mình có tiền mình phải tiêu tiền đúng không? Đúng, có tiền là phải biết làm tiền. Ai lộn, có tiền là phải biết tiêu tiền. Lộn. Bây giờ là nếu vậy là bây giờ là anh sẽ kêu một cái chiếc 7 chỗ cho anh em mình đi. Nhưng mà vậy thì sao, có cho hàng cho anh không? Không cho thì ác quá, trời người ta chửi á. Thì để cho nó ăn thôi, còn mình đi mới ô tô mà. Anh Hoàng cứ nào đang ăn nghĩa má của ông chạy ra không? Không cỡ, bây giờ mình cứ cho nó ăn đi nhưng mà mình cho nó ăn trong sự đau đớn. Được không? Chú cứ hồi dữ anh. Ok mọi người, thì bây giờ mấy anh em mình sẽ gọi chiếc 7 chỗ tới và mấy anh em mình sẽ cùng đi làm một cái nhẹ cho hai anh đeo chạy đó nữa nha mọi người nha. Nhẹ thôi anh. Nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng mà sau video này không biết là tụi nó có còn sâu lắng nhưng mà mình nói thật mọi người một câu nha. Mình chưa bao giờ dám nghĩ mà thằng Bi nó có 1 triệu bảy nó mua đồ tết đâu mọi người. Mình không ra luôn. Nhà giàu mà có 1 triệu bảy còn kiếm ra. Không, nhà giàu của nó là ô tô bên vô ngân hàng nè, chứ không có cái chuyện mà lấy tiền để mua đồ đâu mọi người nha. Ok mọi người theo trong anh em mình nha. Let's go. Ý anh với anh ghé nhà em 30 kêu cho anh chơi giùm tụi em đi ra quầy đập đá nhóm nha anh. Với anh ghé nhà em nha, 30 kêu nha. Rầu gọi ông Rầu ạ. Nghe tới nha mọi người. Đồ má này chào lớn luôn, má anh em chào lớn luôn. Đi lên đó. Hôm nay dẫn đợi mình đi ra quá ăn sáng một phường rồi. Đi. Đi anh em. Cho nhiều người, má anh em mình đang đi qua cái cầu Trường Thi nha. Thì bây giờ và mọi người cùng đón chờ màn mạng sáng do kỷ lục của mấy anh em mình dành cho mấy điều trì nha mọi người. Lịch sử ấy. Không em? Được. Trời, quán này xinh. Đây ăn sáng mà quán gì sang như quán quán. Tao biết. Thấy được ổn biết. Quá đẹp, quá đẹp. Ui giời, anh này quán chẳng dữ nè. Quá chứ, bữa nay mình có tiền mà em trời ơi. Đi ăn sáng mà y như là đi ăn nhà hàng năm sau vậy. Trời ơi, lại gọi bắt lại vô anh luôn chứ ác dữ mày. Vô đây cậu, cậu, vô làm đồ đi đi đi. Đây nha mọi người, đây hôm nay mấy anh em mình sẽ ra cái nhà hàng A Cứu nha mọi người nha. View rất là đẹp luôn rồi. Ok luôn. Yeah, bây giờ mấy anh em mình sẽ cùng vào quán rồi xem thử quán nó có cái gì đặc biệt cho mình nha. Let's go. Do chị reception là ngại mọi người, chắc có thể là ít lên hình mà thấy mà nghe mình đã cầm máy quay cái giờ biết nói gì luôn, nhưng mà mình thấy hơi ấm cúng á, thì bây giờ mình sẽ lên lầu cho mọi người nè, mình lên lầu để mình ăn sáng cùng với mấy anh em và mình chờ mấy đèo chè đó mình tròn cho mọi người. Let's go. Hôm nay lần đầu tiên ăn quán mà đã sang cửa đây luôn anh ơi. Hello anh Tư Riều, chưa giờ lâu quá không kìa. Hello anh. Tới giờ anh. Dạ. Chắc mấy này mình vô nhiệm vụ này vô vào chứ. Ok. Mọi người ơi. Biết bây giờ cho biết. Bây giờ biết chọn cái gì. Bánh mì. Đây hả? Anh đi mình gọi đây mì làm cái này. Đây này xếp hai ba này. Đây không cho đây. Đồ view đẹp quá các bạn ơi. Chỗ đây là chụp hình check in là bao VIP luôn. Tính nữa đây ạ. Lấy cái tô xem chụp hình là như này. Ra đây rồi đây mấy anh đều chạy. Thôi giờ đeo chày gọi bậy rồi. Wow. Ưu tiên phụ nữ trước chứ. Lady first. Đúng không? Wow. Không biết cái gì mà mình ưu tiên phụ nữ. Em lấy em đưa cho nó mà tự nhiên trước. Mình đi ra đây thì mình nên ăn mì Quảng đi. Cho em một mì Quảng đặc biệt nha. Mì đó. Quảng đặc biệt. Rồi. Biết nhà mình một mì Quảng đặc biệt nha. Hai tô luôn. Bạn mình ăn gì bạn? Tô mì Quảng đi. Rồi. Xương
Rồi, 4 mì quảng đặc biệt, 1 mì quảng xương, 1 tô phở, với lại thâu cho 1 tô mì quảng đặc biệt luôn đi, là nem tô. 1 tô mì quảng đặc biệt. Rồi em. 1 mì quảng xương. Đúng rồi. Xương và 1 phở tá hương ạ. Đây nha mọi người nha, đây là cái menu của quán A Cửu nha mọi người. Dạ vâng, em có sữa chua lúc đầu là mấy chị dùng gì không ạ? Đây là sữa chua nước đậu có tính tiền không em? Dạ có. À có tính tiền hả? Vậy là ở trong đây anh không thấy. À đây dạ, sữa đậu nành. Sữa chua đi. Sữa chua 8 ngàn, đậu nành 10 ngàn em mọi người. Nói chung là bán giá đây là bán giá hữu nghị luôn á. Cô dù gì? Đậu nành đậu nành đẹp dày mà. Nói chung là mình ước gì cái quán này gần nhà mình, ngày nào mình cũng ăn vậy rồi. Dạ một hộp chua. Vô, nó chạy nước miếng đâu. Chua to thấy đẹp. Leo bớt cái chua. Gì đây là nước nha mọi người nha. Ủa, đúng là bữa nay mình chào lớn rồi, vừa ăn mà vừa uống luôn. Bữa nay á mình lấy hết cái nhưng mà em không luôn. Uống đậu nành, em ăn sữa chua, có sữa chua. Anh Hân quán làm nha. Buồn cho vậy bây chưa gì mà tao làm cũng liền sữa chua liền. Tráng men tráng cướp bực vậy rồi. Sao anh vậy? Hân em ăn tô mì quảng xong em ăn luôn tô phở chứ. À, chưa thèm quá. Em ăn luôn đi. Dẻo. Em bao cái tô mì quảng tô phở thử trái tiền. Ok mọi người nha, bây giờ đồ ăn ra rồi, mấy anh em mình sẽ thưởng thức cái hương vị tại đây nha mọi người nha. Cái gì đây? Mì quảng nha mọi người. Ui vô gì reo. Lúc mà mình còn đi học sinh nguyên là món mì quảng đây mà mình cứ thèm. Mình đi ngang qua mình thấy người ta ăn mình rớt nước miếng này, không có tiền ăn luôn. Mấy bạn ở Bình Định mà muốn ăn mì quảng giống như phong cách Đà Nẵng là ra đây ăn y xì luôn. Đây, địa chỉ mình đổ lại địa chỉ nha mọi người. 63-9 Võ Văn Dũng nha, phường Đập Đá, thị xã Nhân Bình Định. Còn ai mà mua theo kiểu đặt order thì gọi đây nha. Nói chung là mình chưa ăn á thì mình chưa biết, mà giờ mình sẽ thử như thế nào mà thấy ngon quá nữa là mình tôm quá. Mình giới thiệu đến mọi người luôn. Rồi leo nước miếng à? Bé giờ biết rồi. Gái quý gì sao uống gì? Mắt đất dữ vậy. Nói giỡn mà cũng thiệt. Chào mọi người nha. Ừ anh cảm ơn bé trước nha bé. Ui dù anh thiệt mà anh chịu anh đâu. Ủa ngon. Có người yêu vậy? Mà mọi người nha. Có người yêu vậy? Chưa em. Anh chưa nè. Bé giỡn thường. Ước gì nhà anh gần đây, ngày nào anh ra đây ngồi. Ngọt. Ủa miếng thịt xa xíu quá, nó ngon miếng cơm rồi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Alo, rồi em. Đồ dài hả nhảy ra đi kiếm quê trời ơi đó. Sao chắc anh ra một gì mà nó mẹ anh em điều sốc nhất đó nhiều, lẹ cho mày. Ủa em trước mẹ đó. Ơ, sao biết tao hẹn. Em gọi ạ. Chúng ta muộn á, hầu như không mình cũng nhanh chứ. Ê, em nghĩ táo từ từ táo. Mấy đêm về nhà ăn lắm luôn. Kêu người gì nữa? Làm ta. Tại sớm anh chưa chua rồi, mấy tao không thấy mày. Tại sớm cũng có được cái hồ sữa chưa chứ. Đó. Làm không có ừ khó chịu mày. Ông cũng ra cái không anh xem mình không ngồi gần nữa. Anh xem một tay kìa. Có đây bạn vậy? Bạn hả? Bạn gì xem tay vậy? Bạn đủ bạn nghe nhớ đủ cái hai này này tụi bay coi thường anh em chú bay. À. Không biết sao mày phải giỡn anh với các bạn em mà. Thầy cũng ra quá người ta ra. Ừ thôi. Cũng dám thầy đi chứ tại sao đi không tôi ai tôi đi tụi cũng cười cười. Anh bắt bó rồi giờ tụi tôi đi bắt tụi tôi tính tiền đấy. Ờ. Biết lẽ không? Phải làm được từ nặng ra cái gì mà. Ông chịu nhóm xong giờ đó. Sao bây giờ các anh không? Anh có tiền hậu thuốc, còn anh thì gì ạ? Thì anh cái ngu anh của anh. Anh em hộ nạn đó nha, anh em tương trợ. Anh đi nhà anh ơi. Đâu không đem cho mình, tôi không còn gần đâu, bố mẹ. Sao anh mất hai đứa ngậu? Mất tiền quá nè, à tính tao ngắm quá nè. Ê, ăn chưa? Đó, dậy không quán phải dậy á. Còn món nào đi ăn em đem kia ăn nè. Đến cái đây là ai bao ai review ấy. Anh ấy chơi nhìn tiền bạc. Cho anh tôi ra đây đặc biệt cái rồi. Mấy anh không bao giờ đủ. Bữa sau nhớ là kêu khí. Anh ấy tôi thường không? Điền hả mày, kêu tôi thì điền hả mày, kêu tôi thường mày. Tôi đặc biệt ho lắm. Anh ấy ra tiền nha. Đàn tôi này tôi 45 chục ngàn. Đâu, tôi lấy tiền nước em. Láo. Ok em. Thế là có tiền mà kêu mạnh miệng rồi. Tại sao không anh dạy anh ngủ nghe. Đó, tại sao mày cho mày đứng dạo đi. Còn mấy anh em thằng dạy chưa. Dạ chưa. Ai đứng mũi vậy. Anh em cho người ăn sáng gì mà. Anh sáng gì mà. Tiếng nữa xóa ra. Nó nhỏ nhỏ không? Còn anh xem mình. Mấy cái
không đi. Quán mặn là gì vậy? Lẹ gì lẹ? Ăn sáng mà lại. Ông có lại có sống chung nhóm mà ông vô đó. Ông vô đó. Ông thấy bếp đẹp gái ngồi gần nó rồi ông đòi dành cho tôi ấy. Gọi má anh em cạn lòng mày nghe được. Đừng có nói gì ăn uống mình không phải gì bé thì nói. Nè nè quá. Tại mày quen riêng phố còn gì đây này. Đây. Rồi đây tôi kêu rồi. Ngon, anh tô đặc biệt ở đây. Còn sự kiện anh mà giờ mình muốn vô thấy bực mình trước này. Ngon vậy? Đó. Trời mẹ anh quá thì anh mùng chứ làm cái gì? Ông đủ bạn ông đi, ông đủ rồi. Này, hay không vậy? Đây, anh không? Anh thấy cái tôi mà anh có đây không còn xuống nhờ. Anh nghĩ sao mày? Nói cái tiếp mình là vui mà. Vui quá chứ, anh vui gì? Vui cái gì đấy? Vui gì gì? Vui gì sao ông đi, ông đủ bạn này. Mẹ anh ăn cho mùng nha. Đi ở vậy, mấy quần lại trâu vậy được mà. Làm gì trong mình tôi đây nào? Cái chuyện đó chưa có quan trọng gì đâu, bạn anh ở đây giống gì đâu mà. Nói chung là không để quan lý đó. Em tên Trung. Đó, em làm quen đi rồi thấy không? Qua làm quen đây cho ông. Rồi, cái này em hoàn đây. Em phụ cho bà đây hả? Còn giờ? Đi hẹn sớm chứ, đi hẹn đi cái kênh dùm vậy. Cái này anh sao mà chùi miệng luôn. Đi ăn đồ là dẫn bạn sang mình lại kia rồi đi còn hai đây coi như rác. Giờ nó nhậm chân gà anh em mà đứng chờ coi nó nhậm. Tôi vô quán mua lại cái quán này luôn. Tôi không ra tôi đuổi. Mua anh. Đi đi cái người ta chứng. Đó tôi thức tôi nói có tiền nó. Đúng không? Tôi quán gì mà nửa tiếng rồi mà chưa đi. Lao lao dữ vậy rồi anh ra mày. Cái sự gà. Anh nói mọi người đang có 5 phút. Nhưng nửa tiếng. Tôi đang kia anh thì tôi mẹ rồi. Tôi cầm nhà hết luôn. Không ai ăn đâu. Đấy vậy. Má ăn nữa. Tính tiền nha. Tự nhiên tính tiền ở đây. Đây ông muốn gì mẹ đâu. Mượn ông mọc rồi. Nhưng anh đứng ngồi tạm. Đây, 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 vậy thôi. Có gì đâu. Có gì nói luôn đi. Vui vẻ. Ông vừa còn sống được lắm. Mẹ có món nó cũ, có bạn. Có bao nó cũ. Ủa thấy con nó nhìn như mày. Cái gì lắm á. Cái chai đen này mày coi, mày nó bưng hấp quá rồi hấp bây giờ. Chưa có ăn cơm luôn. Tô thứ hai, tô. Ủa gì mẹ cái chai gì vậy? Anh gì giờ nay hết rồi mình. Anh gì vậy? Em gần nghe rồi em ăn cơm anh luôn. Anh gì vậy? Nói này nói em chuyện gì nữa đây. Anh em cho bao giờ thì chung hấp quá. Trời ơi, nói chung cảm ơn bạn nha. Đi mà bao lâu ra gặp bạn vui quá. Trời mưa như chó vậy. Tôi không về đây mà khác tàu, nó ăn gì mà tôi thừa rồi không mà tự nhiên ngồi ăn giấy vậy đây. Đúng rồi. Hai nghìn đô. Nó bạn anh chút cái gì giấy đấy. Chứ nó xem mình mà nói gì. Ủa xem mình không nói anh. Anh uống. Anh sợ mình xem mình vậy đâu. Sợ mà nói nó này nữa. Thì tôi ra đây tôi chạy. Chạy. Quá ngừng đây. Anh em chơi vậy sống đó dữ vậy. Mà anh em sáng mưa rồi. Chứ anh em đi cái gì đây vậy? Chơi vậy kêu ngồi anh muốn cái mày muốn gì dữ vậy? Tài xế rồi đó. À đồ mới đi ô tô. Ừ. Thì nó lao đi cái gì? Mấy ngày mà đi cho mấy cái tròn mưa. Quá. Hai đi mấy em. Thôi vậy nè. Chắc cái máu trong đây bữa nay nó hôn hôn vô tổng chỗ rồi. Dương chỗ rồi. Lâu lát nó hôn mỏ. Em chỉ nói mặt con lợn liền cái hôn. Chắc là con hôn nghỉ mỏ đúng rồi. Vô hôn hôn. Trên này mày em. Em chưa gì. Trời ơi. Lát gì nhà nó lát rồi. Lát là lát rồi. Lát là tôi khe rồi chạy. Mẹ quay đi. Anh nhiệt quá. Không nghĩ thâu. Không. Mẹ chưa. Nghĩ thâu đi đây. Không. Thâu bạn chưa nha bạn. Đâu chưa. Vậy nha. Bạn anh. Bạn anh nó quản lý khu đây. Thế là mẹ chứ anh chơi mấy đồ đấy. Đi chơi mà tao tống trời tao lại. Không. Không nói nuôi 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 quốc ở kia rồi làm đúng. Anh ơi cây cây cây. Anh nghĩ. Anh đi về nhà anh luôn rồi. Bỏ xương. Bỏ xương. Nào nào mẹ nói bắt này. Bữa giờ làm gì. Mẹ thương em mà nếu cái tình thương của trong đó nó còn. Không anh em. Thôi bây giờ mấy anh em mình ra chụp. Ê, thôi, trước khi mà anh xuống chụp hình mày đợi với tôi lên tay nhớ.
Giáp con tiền chết mẹ liền này. Tao con tiền bây giờ. Tao con bây giờ. Tao con mày mất mà mệt vậy má. Quay anh nào. Quay anh nào. Quay anh đi. Đây đây đây. Đi cho bên đi đó. Đi. Hello mọi người nha. Ý là hai bạn anh đâu? Dạ hai bạn anh đi về rồi ạ. Đi về rồi nó tính tiền chưa? Dạ hai nó không có tiền nên để lại điện thoại ạ. Thiệt ấy? Dạ. Đó lại điện thoại nó không có tiền luôn ấy. Dạ đúng rồi ạ. Ủa mà thiệt mọi người, hai thằng quần nó điếm túi. Nó điếm túi luôn ạ. Bao nhiêu tiền hả em? Dạ bà cũng mới là 378 ngàn ạ. 378 hả? Thì 3.18 thì em thấu tiền dạ này. Dạ. Là cái điện thoại nó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ thôi cho anh chuột lại em nha. Em gửi lại ạ. Rồi anh cảm ơn em nha. Dạ. Bức gây rồng mọi người, mình bức gây rồng. Ok mọi người, thì mình đã lấy được cái điện thoại của ông Quắc ra khỏi sao nhất tới đây ác dữ không? Đúng ác luôn anh. Anh buồn quá thiệt. Còn mình nghĩ sao qua? Đồ ác à. Cũng qua cái đây giờ thù anh em mình. Không mà chưa đâu bếp. Đây nè, bếp coi nè. Đồ anh không ngờ mà thằng Quắc nó xài cái điện thoại vậy luôn. Mày dục coi mày cái ốp lưng. Đây nè, mọi người coi cái ốp lưng của ông Quắc nè, đây. À, mình không nói gian nghe mọi người nha. Vì ở đó. Trời ơi nó xài cái ốp lưng kìa. Bé có thể mua cho Quắc, tặng cho Quắc một cái ốp lưng được không? Cái điện thoại gì đây? Em biết Huawei. Biết cái nào đây còn ốp lưng. Huawei. Tàu anh Quốc dữ trời. Thôi ok mọi người, mấy anh em mình sẽ dừng cái màn tròn ở đây nha và mình sẽ đợi mấy anh đậu chày đó nó dừa. Và mình sẽ cho nó thêm màn tròn nữa nha mọi người nha. Let's go. Bye bye.